dân mạng hồ hởi trở lại sau một tiếng không vào được Facebook. Sự cố mất kết nối của Facebook khiến nhiều người phải tìm kiếm dịch vụ nhắn tin qua Internet thay thế để giữ mạch công việc thông suốt. Chúng tôi đã nắm được thông tin nhiều người gặp khó khăn khi truy cập vào dịch vụ, Meta đang tập trung xử lý. Andy Stone, đại diện phát ngôn của Meta đăng trên mạng xã hội X, Twitter, tối ngày 5 tháng 3, không lâu sau khi xảy ra sự cố mất kết nối tới đa phần dịch vụ của Meta gồm Facebook, Messenger, Instagram, trên quy mô toàn cầu. Mạng xã hội lớn thứ hai thế giới, X, cũng thường xuyên là nơi người dùng tìm đến mỗi khi Facebook gặp trục trặc. Và cũng là địa chỉ uy tín để lãnh đạo Meta cập nhật thông tin tới người dùng mỗi khi nền tảng của họ gặp sự cố. Tài khoản chính thức của X trên chính nền tảng này cũng nhanh chóng có bài đăng chế giễu Facebook: "Chúng tôi biết vì sao giờ này các bạn đang ở đây." Tình trạng mất kết nối của Facebook kéo dài tới khoảng hơn 23 giờ, Việt Nam, thì có dấu hiệu giảm khi một số người bắt đầu vào lại được tài khoản của mình sau khi trải qua các bước xác thực. Tới hơn 23 giờ 20 phút tối ngày 5 tháng 3, nhiều người dùng tại Việt Nam cho biết đã có thể truy cập và sử dụng bình thường, tuy nhiên việc đăng nhập trên ứng dụng dành cho di động có phần dễ hơn. Trong khi phiên bản web trên máy tính vẫn thi thoảng có lỗi, nhiều người dùng check-in ngay khi truy cập trở lại Facebook. KOL, influencer, hoảng hốt khi Facebook, Instagram sập giữa đêm trước đó. Khoảng 22 giờ tối ngày 5 tháng 3, tình trạng mất kết nối toàn bộ dịch vụ phổ biến của Meta gồm Facebook, Messenger, Instagram bất ngờ diễn ra, tuy không trong giờ hành chính nhưng cũng khiến nhiều người dùng tại Việt Nam bị gián đoạn kênh liên lạc. Ngoài ra, một dịch vụ khác của hãng là WhatsApp cũng trong tình trạng bất ổn định tương tự. Chị Khánh Huyền, chuyên viên thiết kế của một công ty tại Hà Nội cho biết đang trao đổi công việc với khách hàng về mẫu sản phẩm mới qua Messenger thì đột nhiên không thể gửi tin nhắn đi và chỉ ít phút sau đó là mất kết nối hoàn toàn. Tài khoản tôi bị thông báo hết phiên làm việc và thoát ra ngoài, chị Huyền cho biết. Chị càng hoang mang hơn khi không thể đăng nhập lại tài khoản, liên tục báo có trục trặc. Chị Huyền cho biết trước đó có nhấn vào một số đường link để tham khảo thêm thông tin tư vấn cho khách nên khi không đăng nhập lại Facebook được, chị đã nghĩ đến trường hợp nhấn nhầm vào website giả mạo và bị đánh cắp tài khoản, do thời gian gần đây có nhiều trường hợp cảnh báo liên quan đến vấn đề này. KOL, influencer, hoảng hốt khi Facebook, Instagram sập giữa đêm cũng chung tâm trạng, chị Hồng Yên, Hà Nội, lo lắng tài khoản bị tấn công khi đột nhiên mất kết nối. Cơ quan sắp đến kỳ trả lương, tôi phải mang việc về nhà để làm cho kịp tiến độ. Không rõ có bị virus hay gì không, nếu lỡ mất hay lộ thông tin của công ty thì có khi mất việc, chị Yên nói. Tình trạng mất kết nối Facebook, Messenger kéo dài đã ảnh hưởng đến công việc và liên lạc của một nhóm người không nhỏ, do vậy họ buộc phải tìm đến những dịch vụ nhắn tin, gọi điện miễn phí qua Internet, ốt, khác. Điều này khiến lưu lượng và truy cập nên một số nền tảng như Zalo, Telegram, Viber tăng đột biến. Trên một số nhóm chat Telegram hay Zalo, tình trạng mất kết nối của Facebook trở thành đề tài được bàn tán nhiều và ứng dụng này tải nội dung chậm hơn bình thường, cho thấy lưu lượng không hề nhỏ đổ về đây. Khánh Linh, thành phố Hồ Chí Minh, cho hay sau khi Facebook bị sập, nhiều người trong công ty cô đã phải gọi điện cho nhau qua Zalo hoặc mạng di động truyền thống để kiểm tra tình hình cũng như trao đổi tiến độ công việc với nhau. Một nhóm chat khẩn cấp được thành lập để trưởng nhóm làm việc có thể cập nhật tiến độ với mọi người trong giai đoạn dự án gần đến ngày bàn giao. Đây là lần đầu tiên các dịch vụ của Meta đồng loạt gặp sự cố kết nối trong năm 2024.